Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái giao diện của cái trang Thế giới di động này. Thì trước khi làm cái trang Thế giới di động này thì chúng ta sẽ cùng lướt qua từ trên xuống để xem các cái bố cục của nó, đúng không? Thì đây là phần tốt này, thì nó cũng có một cái hiệu ứng chỗ này khá là hay, thì chúng ta cũng sẽ làm cái hiệu ứng này luôn. Rồi xuống dưới nó có các cái slide này. Đây, nó có các cái slide nhìn rất là chuyên nghiệp, đúng không? Bởi vì đây là một trang web lớn mà. Đây, phía dưới này cũng có các cái slide sản phẩm. Đây, có cái hiệu ứng hover vào. Thì nếu như các bạn đã theo dõi các cái video trước của mình làm thì những cái này thì mình nghĩ nó cũng không khó, đúng không? Nó cũng rất là dễ thôi. Ở đây nó cũng có các cái hiệu ứng này. Đấy, thì cái này thì chắc là nó sẽ hơi khó một chút. Thì đến đây chúng ta sẽ cùng nhau xử lý thôi. Rồi xuống dưới này. Đây, cái này là footer rồi. Đây là nó có các cái tin tức. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm để chúng ta kiểm tra xem nó đã quay chưa nào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mở cái file soạn thảo lên. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái file soạn thảo rồi, index rồi, mình có tạo một cái file CSS và mình cũng đã link vào đây. Đấy, thì các bạn nhớ cài, nhớ tải link gái Phonosum vào, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng một số các cái icon. Thì các icon này thì có icon thì nó có trên cái Phonosum, nhưng cũng có những cái icon là không có, thì chúng ta lấy tượng trưng thôi. Còn cái icon này thì cũng có thể là trang thế giới di động cũng sẽ lấy ở cái nguồn khác, hoặc họ sẽ có thuê là chúng người ta sẽ thiết kế riêng. Thì cái này chúng ta không kê, chúng ta không quan trọng, đúng chưa? Chúng ta chỉ quan trọng cách làm và cái bố cục. Đấy, cái nào chúng ta lấy được thì chúng ta sẽ lấy. Rồi bây giờ trong cái file img này thì chúng ta có sẵn một cái file ảnh rồi, thì đây là những cái file mà sắp tới chúng ta sẽ làm. Đấy, trong quá trình làm thì chúng ta sẽ bổ sung dần. Rồi, để bắt đầu làm thì bây giờ các bạn mở file lên được chưa? Các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ cho mình một cái thẻ, đầu tiên là thẻ header này. Thì cái thẻ này thì tùy các bạn đặt thôi, đúng không? Thì các bạn đặt thôi. Thì header này trong này nó sẽ có một cái thẻ img. Đây, cho dành một đây. Rồi các bạn bật cái file lên cho nó. Đây, chúng ta sẽ có ba cái làm việc trên ba cái giao diện. Một là cái trang chúng ta code này. Đây là cái trang thế giới di động này. Đây là cái phần phần chỗ Visual Code, đúng không? Rồi chúng ta sẽ qua bên này, chúng ta CSS cho cái kia. Thì các bạn để ý này, ở đây nó sẽ có một cái phần top, nó sẽ có background màu vàng, đúng không? Rồi thì để lấy cái màu vàng này ấy, thì như lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn có một cái công cụ mà Color Picker này này, các bạn cài vào trên cái chỗ extension của thằng Chrome ấy. Các bạn cài vào, cho các bạn cài vào, các bạn nhấp vào thì các bạn rê con chuột đến đâu để lấy màu, thì các bạn chỉ cần nhấp vào là nó sẽ lấy màu thôi, đúng không? Rồi các bạn bật lại cái file này đi. Style này thì các bạn sẽ CSS một số cái cơ bản. Đây là nó là margin 0 này. Padding là 0. Rồi box sizing đúng không? Là border box chưa? Rồi. Rồi chúng ta sẽ CSS cho cái header này luôn. Thì cái header này thì các bạn sẽ cho nó một cái background color. Background color này là cái màu hồi nãy chúng ta vừa pick bên này, chúng ta có cái màu này, có cái màu này chưa? Rồi chúng ta bỏ bên này. Rồi các bạn quay lại kiểm tra này, đây nó là màu vàng rồi, chúng ta cho cái này ra giữa đúng không? Chúng ta cho nó ra giữa, cho tất cả line center này. Rồi nó ra giữa rồi đây. Thì cái phần top thì nó đơn giản thế này thôi, chúng ta kiểm tra lại bên này xem. Đấy, thì nó đơn giản như thế này thôi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần tiếp theo là cái phần này, phần gọi là mình phần navigation này, có đúng không? Thôi thì cái tên thì mình cũng không quen lắm, các bạn tùy các bạn đặt thôi đúng không? Như đây mình có đặt là như này là một cái thẻ navigation đi. Rồi trong cái thẻ na này ấy, thì các bạn quay này, qua bên này này, thì nó sẽ có một cái logo mình đã để sẵn trong rồi. Rồi ở đây mình sẽ chia nó thành các cái thẻ ly. Mình sẽ chia đều các này các cái thẻ ly đi.
Đấy, mỗi người một cách, các bạn có thể chia, thì các bạn như mình sẽ phương án này mình sẽ chia thành các cái thể ly này, vì mình thấy nó có các cái thể ly giải đều này, được chưa? Thì trước khi các bạn làm ấy thì các bạn nên xem qua cái bố cục và cái cách làm mỗi người, nó sẽ có một cái cách làm khác nhau, miễn là chúng ta sẽ có kết quả giống nhau thôi. Thì có thể các cái cách làm của bạn sẽ tốt hơn của mình thì các bạn nhớ chia sẻ, còn mình thì mình sẽ chia sẻ cái cách của mình là mình sẽ dùng các cái thể ly để xử lý cái này. Rồi để chia thể ly thì ở đây các bạn sẽ có một cái thẻ UL cho mình. UL đây sẽ có các cái thẻ ly này. Thì thẻ ly này, đây đầu tiên nó sẽ là, nó có thể A đúng không? Trong này nó sẽ là cái, có cái ảnh logo này, IMG trong này luôn này. IMG thì sụp email. Đây các bạn nhìn cái logo chưa? Rồi tiếp theo là nó sẽ có thể gì nữa, thể ly chúng ta sẽ làm từ từ. Tiếp theo thì nó sẽ có cái chỗ xem giá khuyến mại này. Đây các bạn, cái này thì mình sẽ để nó là Đà Nẵng đi, Đà Nẵng mà. Rồi trong cái này nó có một cái icon này, thì các bạn vào cái phone nó sẵn các bạn lấy luôn, các bạn vào cái phone nó sẵn này. Đây, bạn search hình như cái around sao ấy. Rồi, bạn kéo xuống đây, các bạn lấy cái đây chỗ này này, shop down này này. Rồi bạn copy cái này. Các bạn qua cái trang của chúng ta, các bạn bỏ đây. Rồi ok được chưa? Rồi chúng ta cứ CSS dần đi, à chúng ta cứ HTML dần đi rồi chúng ta sẽ kiểm tra sau. Rồi tiếp theo nó sẽ có một cái thẻ input này, đây là thẻ input và một cái icon search nữa này, được chưa? Thì cái thẻ ly tiếp theo thì cái này không cần phải thẻ A đúng không? Cái này không cần phải thẻ A. Thì trong cái thẻ ly này thì các bạn sẽ có một cái thẻ input này, và các bạn sẽ có một cái icon search, các bạn qua đây các bạn tìm cái search cho mình. Đây search đây này. Đây các bạn có cái này. Mình kiểm tra xem nó đã quay chưa này. Rồi ok. Không mất công đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ qua bên file này, chúng ta bỏ vào đây. Rồi chúng ta quay lại cái file dữ liệu. Thì ở đây search rồi, đây nó sẽ có một cái button này, nó có cái icon dò hàng này. Được chưa? Rồi xuống như này, có thể đi tiếp. Button này còn có thể A vào đúng không? Trong A nó có một cái dò hàng này, các bạn vào đây các bạn tìm cái cạp đây. Đây các bạn lấy cái dò hàng này. Copy này chưa? Quay bên đây còn đây cho mình. À, trong này các bạn mở cho mình cái button trước đúng không? Button bạn bỏ cái y vào đúng không? Rồi. Đây nó ghi là gì? Nó ghi là dò hàng. Rồi mình ghi nó dò hàng. Rồi, đây là có một cái lịch sử đơn hàng này. Lịch sử đơn hàng đúng không? Rồi chúng ta sẽ xuống đi à. Rồi trong này là lịch sử đơn hàng. Rồi xem nào. Rồi đây nó sẽ là gì? Mobile trả sau, đến hạn thanh toán này. Rồi cái này chúng ta cũng sẽ mở một thẻ ly tiếp. Thẻ ly đúng không? Rồi sẽ đi vào trong này cái button này nó có khó vào được rồi, cho nó cái A luôn trong này. A đúng không? Rồi A trong này mình sẽ chia thành hai cái này, mình sẽ chia thành, bởi vì trong này nó sẽ có một cái hiệu ứng này này, thì chúng ta sẽ phải CSS riêng, phải làm riêng cái hiệu ứng này. Thì ở đây các bạn cứ để cho mình một cái thẻ, rồi tí nữa chúng ta sẽ làm cái button này sau đúng không? Chúng ta sẽ để cái một cái thẻ span này. Rồi, để trước tiên chúng ta sẽ để cái dấu chấm ở đấy trước đi, tí nữa chúng ta sẽ cái vùng này chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng đấy được chưa? Rồi bên này là dòng chữ này, trả mobifone trả sau đến hạn thanh toán này,
Cái này mình định mua thẻ nạp ngay thôi, mình không để dài dòng đúng không? Mua thẻ nạp ngay đi. Đấy, bỏ vào trong thai. Rồi ok. Ở đây là có 24 giờ công nghệ hỏi đáp game app này. Thì ta 24 giờ công nghệ này. Công nghệ đúng không? Rồi, có cái này xuống ba cái. Ở đây sẽ là hỏi đáp này. Đây sẽ là game app này. Game app đúng không? Ok chưa? Rồi hỏi đáp. Nhưng mà đây mình thấy nó để liền này. Mà nó không xa đấy chứ nó 24 giờ công nghệ. Rồi cơ bản là cái phần này chúng ta đã, cái gì cần thiết chúng ta đã để vào rồi. Chúng ta sẽ quay lại kiểm tra cái trang của chúng ta này. Trang chúng ta đây đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ select cho nó thôi. Thì các bạn qua đây, các bạn cái chỗ img này này, thì các bạn style luôn cho nó ở đây đi, dễ nhìn đúng không? À, chỗ cái logo ấy các bạn cho nó một cái width, width của cái style cho 150 pixel này, style luôn đi. Rồi ok chưa? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm gì nữa nhỉ? Mình xem cái cách làm sao nó hiệu quả nhất. Rồi cái chỗ thẻ nát này này, cái thẻ navigation này này, đây các bạn comment nó lại đây đi đúng không? Rồi ở đây nó sẽ là thẻ navigation. Rồi các bạn thấy không, là ở cái chỗ bên này này là cái background nó màu đen, thì các bạn cho nó cái background màu đen, cái thẻ na là background màu đen, background color này black chưa. Rồi cái thẻ UL này là các bạn phải cho nó display black, cái từ thẻ na, thẻ UL của cái thẻ navigation này, thẻ nav này, này. Đi vào cái thẻ UL ấy, bạn cho nó display black cho mình. Rồi display black này. Rồi select justify content là space between. Rồi các bạn quay lại các bạn kiểm tra này. Đấy, để cho nó nằm black ở đây. Thì bây giờ làm hàng ngang rồi, thì bây giờ các cái thẻ UL và thẻ A thì các bạn CSS cho nó không có cái đường gạch này này. Thì các bạn lên trên này, những cái chung thì các bạn CSS lên này, cái thẻ UL thì các bạn cho cái list style là non. Rồi ở cái thẻ A này thì các bạn cho cái text decoration là non, là không text decoration, text decoration đó rồi, text decoration này là non chưa. Rồi bây giờ các cái thẻ A ấy, nắp này, UL này, các bạn thẻ A và thẻ LI này, phẩy A này, cho nó một cái color màu trắng. Thôi nè, đây nó màu trắng này rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ phải làm gì nữa? Các bạn cho nó căn giữa thì align UL này này, các bạn align xem phần center đây, nó sẽ căn giữa rồi, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đây con nào, các bạn sẽ cho cái chữ nó nhỏ đi một chút. À bây giờ các bạn thấy không? Nó trải dài lên khắp màn hình này, cho nên là đoạn này các bạn phải bọc cho mình vào trong một cái container cho mình. Thích đây này, các bạn cho nó một cái container. Container này chúng ta sẽ dùng xuyên suốt, bởi vì chúng ta sẽ phải phải có một cái khống chế, một cái mask width cho nó đúng không? Rồi container này qua bên này, các bạn cho nó một cái mask width này, là 1200 cho mình chưa? Đây, ô sao nó vẫn không được nhỉ? Sẽ kiểm tra lại, ở đây chúng ta chưa có con test này, nó vẫn không được à?
này mình kiểm tra sẽ đây chưa thiếu chỗ pixel rồi đấy, nó không chế được, các bạn cho nó ra giữa đi, cho nó mặt in auto rồi các bạn kiểm tra lại này, đây các bạn thấy chưa, nó đang ra giữa cho chúng ta rồi này. Rồi mình xem nào, rồi cơ bản rồi đấy, bây giờ là chúng ta sẽ CSS cho những cái chi tiết trong này một chút. Thì các bạn thấy từ từ cái qua đúng không, từ cái qua đúng không, đây cái chữ nó hơi xấu này, các bạn lấy cho mình cái font nó xăm khác đi. Đây các bạn font nó xăm, các bạn vào cái Google Font này này, xin lỗi, vào cái Google Font nhé, đây trong Google Font này các bạn chọn tiếng Việt này. Cái này thì nếu như các bạn theo dõi video mình thì các bạn sẽ biết cách làm rồi đúng không? Và các bạn chọn chữ thì các bạn thôi, hoặc là các bạn có thể impact cái thằng đăng thế giới di động này lên này. Đây các bạn xem cái chữ nó là đang lấy cái chữ kiểu gì đây này, đây nó đây đang lấy là Arial Helvetica này đúng không, đây là Arial Helvetica gì đấy. Đây các bạn hold cái chuột vào đây này, các bạn thấy này, đây Arial này, cái này hình như trong trong nó đã có sẵn kia nhỉ. Đây là sự các bạn phải sửa đây coi. Arial. Hoặc là trong này là nó có rồi đấy này. Các bạn thử tìm trong này, nó sẽ chỗ cái thẻ cái sao này, các bạn cho nó một cái font family là Arial. Đây rồi này. Các bạn không cần phải copy, các bạn thử quay lại cái trang của chúng ta xem. Đây hình như nó đổi rồi đấy. À, thì mình dùng luôn đi, khỏi phải link nhưng nó về đúng không? Rồi thế thôi, cái này chúng ta dẹp đi. Rồi cái thẻ A này các bạn, cái này các bạn cho nó cái font size khoảng 12 pixel thôi. Rồi các bạn kiểm tra này. Ok thì đây chữ đấy là mình nghĩ ok rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia tách cho từng cái thẻ ly một đúng không? Thì từ cái đây chúng ta có này, từ na na này, xong cái thẻ ul này, xong cái thẻ ri này, chúng ta sẽ sơ ý, chúng ta sẽ ss cho cái thứ hai trước, n chiêu là cái thứ hai. Đây các bạn quay các bạn thấy này, thì chúng ta sẽ có cái thẻ ly, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái thẻ ly. Chúng ta sẽ cái này trước là cái thẻ ly thứ hai, là chúng ta sẽ chọn cái n chữ thứ hai đây rồi đúng không? Đây n chữ thứ hai thì đây nó sẽ có màu vàng này. Các bạn thử sao cái này n chữ này là cái thẻ y trong nó là màu vàng đúng không? Color là màu vàng. Vàng là giống cái màu này này. Copy đây. Các bạn đặt, nếu không thì các bạn đặt cái biến nó cho nó nhanh, mình thôi mình kệ mình làm này cũng được. Và sao nó lại không màu vàng này, cái này nó lại không màu vàng, người chiêu hai đúng không? Vô lý nhỉ, ở đây cái này màu vàng mà cái này nó lại không màu vàng, hay là mình đang nhầm một cái gì đấy. Người chiêu mình sẽ để display non rồi nè, display non thì nó đã về cái CSS cho mình chưa, chứng tỏ là nó chưa, cái này chúng ta đang CSS ở đây, dấu cách này chúng ta phải để vào. Rồi đây chúng ta sẽ cho column vàng này, đây chúng ta hồi nãy chúng ta để dấu cách này sai, nó không nhận được, đây nó màu vàng đây rồi này. Các bạn cho nó một cái font size khoảng 15 pixel chưa, 15 pixel là được chưa, có đây coi này. Rồi, tầm đấy là được rồi đúng không? Rồi cái chỗ cái này mình thử bỏ cái thẻ y để xem nó có tự CSS cả cả trong này không, không được đúng không? Rồi cái thẻ chiêu này, đây một số thêm cái color này vàng nữa này, vì cái chữ nó màu vàng. Ôi sao lại nó không màu vàng, trong trong này nó là cái thẻ gì đây, thẻ A đây. Rồi ok
Đây các bạn sẽ xem trong này có thể có nhiều thẻ mình hay nhầm, các bạn nhớ kiểm tra lại đây, nó màu vàng rồi đúng không? Rồi cái thẻ in này các bạn cho nó, một cái mặt in lép khoảng 6 ISO để cho nó cách xa chút. Đây rồi, ok, là xong một thẻ này các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ qua cái chỗ input này này, input này thì bây giờ các bạn nó là cái n chữ thứ ba đúng không? N chữ thứ ba, n chữ thứ ba này thì từ cái n chữ thứ ba các bạn sẽ xem input này, các bạn cho nó một cái thay khoảng 30 pixel đúng không? Ui là 100%. Rồi chúng ta kiểm tra nào. Ok rồi đúng không? Nó đã ok rồi này. Thì ở đây các bạn sẽ cho cái N3 này này. Cái gì nhỉ? Đây cái N3 này. Các bạn sẽ cho nó cho mình cái position là relative. Rồi cái input này. Rồi relative này. Rồi cái N3 này. CS bên trong cái icon của nó là cái search đấy, là cái ID này, là position absolute. Ok chưa, nhìn báo lỗi gì đây, đây là hai dấu này. Rồi chúng ta kiểm tra nào. Đây thì ở đây các bạn sẽ xem chúng ta qua này chúng ta kiểm tra xem. Rồi thì thẻ y này các bạn sẽ cho nó không sai khoảng 15 pixel chưa. Rồi cho nó một cái margin, margin right à không phải margin, khi chúng ta đã định nghĩa cho nó là position absolute thì các bạn phải dùng thuộc tính là right chứ không phải là margin. Right nó khoảng là 12 pixel. Rồi cái chỗ input này này các bạn sẽ có một cái border radius khoảng 5 pixel. Rồi chúng ta kiểm tra xem nào. Ok. Border radius đúng không? Đây sẽ border non. Rồi cái thẻ y của chúng ta đâu rồi? Đây quan trọng là cái thẻ y của chúng ta nó nằm ở đâu đúng không? Con size này, right 12 pixel. Hiện nay nó là đây nó nằm đây rồi này, nãy là do nó màu trắng nên là nó không thấy. Thì bây giờ để cho nó vào giữa đúng không, cho vào giữa thì để mình thử xem nếu mà mình để nó line hay là 30 pixel thì xem nó có là giữa không. Đây nó vào giữa đây rồi này, là ok rồi đúng không? Và nó cũng sẽ có một cái pulsar counter. Đấy rồi, đây các bạn quay lại bên này các bạn thấy nó có cái dòng chữ ở đây này, thì ở đây các bạn quay lại cái thẻ input ở bên cái HTML của mình ấy. Thẻ input này ấy, thì các bạn sẽ chỗ cái input này đâu là input, đây các bạn cho nó một cái placeholder này. Placeholder bên này là người ta ghi gì đây? Bạn tìm gì đúng không? Bạn tìm gì? Chấm chấm chấm. Rồi, ok, bạn tìm gì? Chấm chấm chấm. Rồi qua đây thì các bạn sẽ phải CSS cho cái chỗ input này, thì các bạn phải cho nó một cái padding left khoảng 6 pixel. Rồi chúng ta kiểm tra xem nào. Đây các bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta nhấp vào nó có một cái đường chỉ này là chúng ta cho nó cái thuộc tính outline là non, chỗ input này này outline là non cho mình. Rồi chúng ta kiểm tra lại đấy, các bạn thấy không có outline nữa đúng không? Thì cái thẻ input thì cơ bản là nó như thế là ok rồi, nó cũng ok rồi đấy. Thì tất nhiên là cái nó sẽ hơi hơi khác một chút, nhưng mà cái này các bạn phải tùy biến được, với những cái này hình như mình có cảm tưởng này nó hơi to một chút này đúng không? Thì các bạn có thể cho nó to thôi, cái chỗ thẻ y này này các bạn có thể cho nó lên 20 xem nào. Rồi, 20 đấy thì nó to rồi này, đấy được chưa? Rồi thì cái này là các bạn sẽ tùy biến thôi đúng không, không có vấn đề gì khó cả.
Rồi, uống cốc nước thì hơi khát nước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chỗ dọ hàng này. Thì chúng ta sẽ xem qua chỗ dọ hàng của họ này. Rồi, họ hàng. Thì chúng ta sẽ quay lại đây. Cái chỗ này dọ hàng là cái nơi chữ thứ tư đúng không? Đây, nơi chữ thứ tư. Thứ tư này, này các bạn xem cho cái bút tình bên trong nó. Các bạn cũng sẽ cho nó một cái hay là 30 pixel. Rồi một cái padding. Padding ở trên dưới 0 này, trái phải 6 pixel được chưa? Rồi chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta phải vừa làm chúng ta sẽ vừa kiểm tra xem rồi ok nha. Đây, cũng gần gần như thế thôi đúng không? Rồi. Không thì các bạn sẽ cho nó cái padding nó dài một chút, các bạn cho lên 8 pixel đi. Rồi. Đây này, button này các bạn cũng phải cho nó cursor pointer đây này. Rồi coi nào. Đây này, cái hover nào này có gì đâu. À đây, bây giờ nó phải background màu đen đã đúng không? Background color là trên parent. Rồi. Color là màu trắng. Color là màu trắng này. Rồi border. Border là 1 pixel solid. Đây 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 nha. Cái gì nhỉ? Đây đây đây. Rồi chúng ta sẽ quay lại xem. Màu này được chưa? Qua cái màu bên này màu nó hơi nhạt đúng không? Nó không ấy rồi, cái đoạn này các bạn có thể. Đây các bạn có thể hover vào đây này. Các bạn kéo xuống cho nó nhạt chút. Rồi, các bạn kiểm tra lại xem nó nhạt chưa. Nó vẫn chưa nhạt đúng không? Đây, các bạn lại hover vào đây. Hover vào đây. Cho xuống như này đi. Rồi, kiểm tra lại xem nào. Đấy, tức là mình làm để các bạn hình dung cái cách chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi. Đối với những cái trang web khác. Rồi, ở đây này. Nó cũng có một cái border đúng không? Nó cũng có một cái border. Khả năng mình phải cho cái này nó phải cao lên. Cái padding này các bạn sẽ cho nó khoảng 12 pixel đi. Rồi các bạn sẽ cho nó một cái border. Border radius cho biết. Border radius thì 5 pixel giống như kiểu cái input đấy. 5 pixel. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Đây. Cái chỗ button này vào cái thẻ Y C. Đi vào cái thẻ Y ấy, thì các bạn sẽ cho nó cái margin right khoảng 6 pixel, nó xa hơn một chút. Đây nó xa một chút này. Rồi khi hover vào đúng không? Cái button này khi nó hover vào nó cũng sẽ đổi màu một chút. Hover vào thì cái background color background color nó sẽ các bạn cứ chọn màu white, chẳng hạn các bạn chọn màu white, các bạn gray vào đây này. Mình cảm tưởng nó sẽ hơi nhạt màu một chút đúng không? Chúng ta kiểm tra xem. Đây, kiểu như thế này này. Đấy. Thế mình chọn RR mà mình chọn bừa mà cũng ok đấy đấy. Thì các bạn lưu ý cái cách các bạn chọn, các bạn cứ rê vào đây. Sau đó các bạn cứ rê chuột trên các cái khung màu này, các bạn tìm cái màu ưng ý nhất của mình, được chưa? Đấy, mình quay lại để mình thấy nữa. Rồi các bạn cho nó một cái button này, các bạn cho nó một cái transition đi. 0.5 giây. Easy. Sao được? Đấy, 0.3 thôi. Rồi. Em giống chưa? Rồi, chỗ khác nhau cái dòng hàng thôi đúng không? Cái dòng hàng của họ thì khác khác thôi. Cái này thì các bạn có thể tìm ra cái icon khác để các bạn thay vào. Mình vẫn thích cái này nó nhỏ một chút, mình nhìn cái này nó hơi to. Cái này chỗ cái search này thì mình chỉ để nó giống như lúc nãy thôi, 15 pixel thôi. Đấy, thì cái này thì nó hài hòa hơn đúng không? Rồi, lịch sử đơn hàng có gì khác biệt không? Lịch sử đơn hàng thì các bạn này các bạn xem này. Đây, nó xuống dòng ở đây đúng không? Hover vào thì nó màu vàng. Chúng ta sẽ qua lại bên này. Chỗ lịch sử đơn hàng là cái thứ 5 đúng không? Cái thứ 5.
Để nó xuống dòng thì nó nhanh, các bạn chỗ này thì sự đơn hàng các bạn thêm cho mình có thể VR ở đây nó nhanh đúng không? Rồi ở đây các bạn sẽ CSS cho cái thứ năm cộng thay lên năm năm này thì năm này có cái CSS cái gì không nhỉ, ông năm này khi hover vào thôi đúng không, khi hover vào thì cái thẻ A nó sẽ chuyển sang cái color là màu vàng thôi. Đây, màu vàng này chưa thử rồi nào, đây thấy chưa. Rồi cái chỗ năm này các bạn cho nó một cái text là center này, text là center này, rồi chúng ta sẽ này đây ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỗ cái mua thẻ nạp ngay. Nó mua thẻ nạp ngay nó sẽ hơi dài một chút, bởi vì mua thẻ nạp ngay chúng ta phải làm cái button này, được chưa? Mua thẻ nạp ngay chúng ta phải làm cái button này. Đây bây giờ các bạn sẽ button này này, xem cái cách chúng ta sẽ làm button này thì nó đang có cái, nó đang nằm trong cái thứ sáu của chúng ta đúng không? Thì ở trong này các bạn sẽ có một thẻ span rồi, thẻ span rồi này, thì các bạn sẽ có, các bạn tên cho nó một cái class, class này nó sẽ là có tên là ví như đặt tên là gì được nhỉ, button đi, button top tùy các bạn thôi, button top xóa cái này để cho mình, rồi các bạn chế lại cái bờ đường tốt của cho mình. Đây các bạn có xuống như này, các bạn chờ mình tí không ai nhắn tin. Rồi bờ đường là tốt này, cái này các bạn sẽ cho nó một cái mình xem cái cách nó làm xong cái burner tốt. Cái này các bạn phải cho bên ngoài, bên trong nó một cái thẻ nữa cho mình. Đây, cái thẻ span này các bạn cho bên trong cái thẻ span nữa, bởi vì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thuộc tính là relative with absolute. Đây còn cho mình sẽ span này, còn bỏ ở đây cho mình. Coi như nó có hai cái thẻ span được chưa? Cái thẻ span thì các bạn có thể đặt, đây các bạn đặt cho nó một class này là button content này, ví dụ như vậy. Chưa? Rồi. Bây giờ các bạn bắt đầu mình sẽ CSS này. Thì đối với cái button content các bạn sẽ CSS trước. Nhỉ? Rồi trong cái button content các bạn sẽ xây trước cho mình, nó hơi lằng ngoằng các bạn thông cảm này. Rồi các bạn sẽ cho nó một position là relative, rồi position relative, rồi các bạn sẽ cho nó một cái width là khoảng 40 pixel chưa. Rồi cho nó một cái hay 40 pixel, 40 pixel chưa. Rồi cho nó một cái border radius gì nhỉ, đây quên, border radius là 100%, border radius 100%. Rồi background color của nó là cái màu chúng ta vẫn làm đây, vàng chủ đạo đúng không? Rồi chúng ta quay lại xem nó có gì chưa? Nó vẫn chưa có gì, bởi vì là sao? Bởi vì hình như là cái này thẻ span chúng ta phải cho nó display block. Thẻ span nó không có thuộc tính block cho nên cái width và cái hey nó sẽ ở đây, các bạn thấy chưa, nó khóc ra này. Rồi cứ bình tĩnh nhỉ. Rồi bây giờ các bạn sẽ CSS cho cái bên trong này.
là cái button top này. Chúng ta set ở bên ngoài, chúng ta set ở bên trong. Cái button top này các bạn sẽ cho nó một cái position là absolute. Chưa? Rồi top là không. Top không. À left không luôn. Width là 100%. Hey 100% luôn. Rồi một cái border radius cũng là 50% đúng không? Cộng với 100% đi. Rồi, border 500 gram. Rồi background color. Background color là cũng màu vàng luôn. Background color màu vàng luôn. Các bạn chọn một cái Z index bằng âm 1 để chọn nạp phía dưới. Rồi một cái, bây giờ các bạn xem có gì khác nghĩa chưa? Nó chưa có đúng không? Rồi, cứ bình tĩnh. À, chưa có là bởi vì chúng ta chưa có display block này. Cái này chúng ta cũng đang để là spam mà. Chúng ta sẽ nó vẫn chưa có, ok, cứ để đấy đã. Bây giờ các bạn sẽ setup cho mình một cái này các bạn cho một cái con event là non. Con event là non. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cho nó một cái animation. Animation các bạn sẽ cho animation ở dưới này luôn. Animation keyframe. Cái keyframe này các bạn có thể đặt tên nó là button gì thế đúng không? Button trên gì đấy. Kiểu như vậy. Hoặc là button any đi. Rồi ở đây này các bạn sẽ để ý cho mình là thì nó sẽ là from. Cái này chứ. From. From này là from opacity. Opacity nó là khoảng 0.4. Chưa? Rồi to đây là sẽ là trên form. Trên form cái scale nó, trên form này chúng ta sẽ cho nó scale là 3 hoặc 2 gì đấy. Rồi opacity là 0. Chưa? Rồi ở trên này các bạn sẽ set cho nó một cái animation ở trên này. Chỗ vừa làm tốt này. Animation. Animation là cái tên. Tên của nó là cái, tên của nó là cái này. Tên của cái animation này. Xong rồi các bạn cho nó 2 giây. Linear đúng không? Và infinite nó liên tục. Và các bạn thử kiểm tra xem nó được chưa. Nó vẫn chưa được là vì sao đúng không? Rồi vẫn chưa được. Tốt không là một cái content này. Brand 2 giây. Đấy đúng tên rồi đúng không? Để mình kiểm tra một chút xem nó vì sao nó không được. Bây giờ các bạn thử copy cái này. Các bạn thử copy cái này. Các bạn thử copy cái chỗ A xem nào. Đây các bạn thử copy cái này xuống bên dưới đấy, xem nó đã thử được chưa, là chúng ta hãy bỏ vào đúng không? Chúng ta thử copy cái này xuống, cho ra ngoài cái thẻ disk này đi. Đó. Chúng ta tạo lên, chúng ta bỏ đây cũng được, bỏ bên dưới này đi. Rồi chúng ta xóa cái chỗ này đi, khi nào được thì chúng ta hãy bỏ vào. Cái này nó hơi đắp rối một tí các bạn thông cảm. Rồi chúng ta sẽ quay lại đây. Chúng ta sẽ kiểm tra ra ngoài chúng ta xem được chưa. À đây nó được đây này, các bạn thấy cái màu nó đang tỏa đây này, các bạn thấy nó đang tỏa đấy, nhưng mà tại sao nó lại không ấy nhỉ? Đây các bạn thấy này, nó có cái màu nó đang tỏa đây. Khả năng do chúng ta để cái Z index nó là -1, chúng ta đừng có để cái Z index này là -1 nữa. Đấy, nó lại ở phía dưới cùng đúng đây các bạn thấy đây. Tại vì chúng ta để cái Z index là -1 cho nên là nó nằm dưới luôn. Rồi ok thì các bạn quay lại đây, các bạn bỏ vào trong đấy cho mình. Xin lỗi các bạn vì đã làm mất thời gian. Đây các bạn quay lại đây, các bạn copy nguyên cái này bỏ lại đi. Đây các bạn bỏ lại trong cái chỗ mua thẻ
Nào, cái này bỏ vào đây. Rồi các bạn quay lại các bạn kiểm tra này, đấy nó đang sáng rồi đấy. Đấy chứ? Rồi chúng ta sẽ cho nó nhỏ thôi. Đây thì mình nghĩ là nó chỉ còn 10 pixel 20 thôi. 10 thôi. Rồi chúng ta kiểm tra nếu mà 10 pixel xem được chưa. Rồi. Thì vì nó display block cho nên là nó lại bắt cái ông này xuống hàng. Cái màu 10 là được chưa các bạn nhỉ? Còn xem bên này nó cũng tầm 10 thôi đúng không? Nhưng mình cảm giác cái bên này nó đẹp hơn, bên họ đẹp hơn đúng không? Thôi thì mình làm theo thì mình làm, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Rồi bây giờ muốn cho nó cùng hàng thì làm sao đây? Thì đây nó sẽ có mua thẻ ngay này. Thì chúng ta thử Display Black à? Display Black được không? Thử chúng ta thử Display Black thôi. À khoan, đây ở đây mình sẽ để cho nó một cái, nó có một cái span này này, cái span này nó có một cái, nó có một cái thuộc tính là display, hình như nó có inline và lock phải không? Inline và lock xem nó có nằm cùng hàng không, không thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác, bởi vì khi các bạn để nó, khi các bạn để nó inline à nó block thì nó sẽ bắt buộc nó phải xuống hàng thôi, vì block thì nó sẽ tự động nó xuống hàng mà. Thử cái này ra không được thì chúng ta sẽ dùng, rồi nó không được thì chắc là chúng ta sẽ dùng cái display block đi. Đây là nó là nằm ở cái thể thứ mấy nhỉ, đây là thể 6 đúng không, 2 3 4 5 6. Đây chúng ta NG thứ 6 này. NG thứ 6 này. Display Flex. Úi giời gì vậy? Sao lại nó lại to to thế này? Khoan thì mình xem nó to là đúng rồi. Display Flex. Display Flex sao nó lại to? Khả năng là nó này, chúng ta comment này. Cái này là bài toán khó đấy. Rồi không phải cái này chúng ta đang rồi chúng ta mình sẽ tạm dừng cái video một tí, mình sẽ nghĩ cách để chúng ta làm. Rồi chúng ta tiếp tục, vì mình xem qua thì mình đang nghĩ ra cái cách này, thì chỗ này chúng ta sẽ không cần một display và led nữa này. Đây, chúng ta không cần nữa đâu, chúng ta xóa cái này xem nào. Rồi cái chỗ mà cái button ở content này này các bạn cho nó một cái float à, cái gì nhỉ, gọi là gì ta, bên này display cái gì vừa nãy mình đánh mình quên rồi nhỉ. Đây load left, bởi vì cái thuộc tính này lâu rồi mình không dùng mình quên, thì các bạn chỉ cần dùng cái thuộc tính load left là được, các bạn cho nó mặc in ra là được, thêm hai cái thuộc tính đấy vào thôi. Đây bạn thấy này, nó đã nằm hàng ngang rồi, tức là nói chung là chúng ta sẽ cho cái span này nó load left là ok chưa, nó rất đơn giản, nhưng mà bởi vì lâu rồi mình quên mất cái thuộc tính load left, nó cũng rất là hữu hiệu. Rồi thì đây thì nói tóm lại là chúng ta vừa làm được cái vừa thật được con cái button rồi đúng không, cái hiệu ứng này này đấy mà chúng ta đã cho lên trên này rồi đấy. Rồi ở chỗ này các bạn cho nó cái margin này nó xa một chút, khoảng là 10 pixel được không, làm sao hình như xa quá nhỉ, cái này thì các bạn tùy biến thôi đúng không. Rồi cái này không cần thì các bạn xóa đi. Lúc đầu mình định dùng cái thuộc tính flex cho nó, nhưng mà mình nhớ là cái phần loát nó ok. Rồi nó còn gì nữa không nhỉ? Cái này nó màu vàng này. Cái này nó màu vàng đúng không? Các bạn quay lại đây các bạn xem nào. Cái con nào màu vàng thì hồi nãy mình lỡ xóa, chúng ta sẽ Ctrl Z lại đi. Cái 6A này thì các bạn cho nó là color màu vàng.
không màu vàng là bởi vì sao? Chúng ta coi lại cái time của chúng ta này, tại sao nó không màu vàng đây? Tại sao cái thẻ A này nó giật cục thế nhỉ? Các bạn xóa một cái thẻ này đi, nó đang bị lỗi đấy, như này đúng không? Rồi nó màu vàng lên rồi này, chúng ta lại bị lỗi, chúng ta lại đóng một cái thẻ A ở đây không có gì. Rồi ok, chúng ta làm được thêm cái này nữa. Rồi chúng ta xem nào, bây giờ là cái tiếp theo, cái này thì dễ rồi đúng không? Ba cái cuối này này, thì ba cái cuối này chúng ta sẽ ba cái cuối đúng không? Chúng ta mình nghĩ cái cách chúng ta sẽ xếp cho ba cái cuối nên là nó siêu, rồi chúng ta sẽ có xuống như này là cái 7, 8, 9 này đúng không? Đây này. Thì không biết là nó có dùng được cái thuộc tính đấy không nhỉ? Xem mình xem là cái này là 7. Rồi, nó phẩy cái được không? Cái này mình cũng chưa làm cái nào. N-7. Thử thôi đúng không? Nó thử thôi. Đây thì N-8 xem. N-9 đi vào thẻ A. Color thử xem là được không? À, được có cái cuối thôi bạn. Được có một cái cuối là vì sao nhỉ? Nó không nhận thấy ai, nó không lấy cái này. Cái này thì mình cũng lần đầu mình là ai dạ, có đâu mẹ nó không phải là thế đâu đúng không? Thôi được rồi, thôi là chẳng khó làm lâu thì chưa, giờ mà ngồi chờ nhớ lại thì cũng hơi khó đấy. Nhưng mà mình nghĩ nó phải được chứ nhỉ. Rồi chấp nhận làm cái này đi. Over vào. Hơi nhìn nó hơi thiếu chuyên nghiệp đúng không các bạn? Nếu mà mình làm cách này thì mình sẽ nghĩ cách khác, nếu mà trong quá trình mà mình nghĩ được cách khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hoặc là các bạn mà nghĩ được cách khác thì nhớ comment lại dưới cho mình. Ok chưa? Hover vào này, color là màu này đúng không? Đây là thẻ A, thử xem nào. Đây hover vào, thì đây chúng ta copy cái này. Nói chung là cực chậm đại, chúng ta mới làm cách này thôi đúng không? 7, 8 này, 9, ok chưa? Rồi ok, thế thì cái này còn gì nữa không nhỉ? Ok rồi đây đúng không? Cái này các bạn thấy nó hiệu ứng nó hơi chậm thì các bạn có thể cho nó nhanh nhanh một chút bằng một cái chỗ transition này, các bạn cho 1 giây thôi, 1 giây thôi xem có nhanh hơn không. Đấy nó nhanh hơn rồi này, với là cái màu này nó có vẻ hơi đậm thì chúng ta làm theo, chúng ta làm cái này là ok rồi. Còn các bạn muốn làm thêm thì các bạn chi tiết ở cái chỗ animation đây này. Đấy, hoặc là có thể cái màu nó sẽ đậm hơn một chút. Đây cái chỗ mà phần top này có thể mình sẽ cho nó một cái màu đậm hơn một chút xem thế nào. Đây đúng không? Cho nó đậm như thế này đi. Rồi chúng ta thử xem nào. Đấy, mình cảm giác nó có đậm hơn rồi đấy. Đúng chưa? Rồi mình xem cái video của chúng ta dài bao lâu rồi. Đấy, gần 1 tiếng rồi. Thế thì mình nghĩ video này đến đây thôi. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp theo, chúng ta sẽ làm cái phần này, bởi vì cái phần này nó cũng dễ nhưng mà nó sẽ vướng một chút là ở cái chỗ các cái icon này, chúng ta tải icon về follow sum vào này. Rồi cái chỗ này chúng ta làm cái chỗ giảm 5% này. Thì cái này không có vấn đề gì cả, thì chúng ta sẽ làm video sau. Thì video này chúng ta chỉ làm đến đây thôi mà cũng khá, chỉ có một ít thôi mà chúng ta cũng đã ngố của chúng ta mất gần 50 phút rồi. Rồi ok. Xin chào các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh, like, share và để theo dõi các cái video tiếp theo trong cái chuỗi video làm cái giao diện của cái web thế giới di động. Xin chào các bạn.